ở trong phiên bản sinh tồn mới này thì có một sinh vật tôi đánh giá nó khá là mạnh các bạn ạ. Phải gọi là cực kỳ mạnh luôn. Đây thì các bạn nào mà đã chơi qua sinh tồn chắc biết đúng không? Đấy, ở đây có cái giếng này. Ở phía dưới giếng nó có cái di tích các bạn ạ, một cái di tích tham vào cổ đại bạn ơi. Khi đi xuống tầng dưới nữa thì chúng ta sẽ phát hiện ra một cái con. Cái con này tôi không biết là tên gì ta, nó gọi là cái con người cát bạn ạ. Đây con cát này đó. Con cát ơi, đánh nó đó, một phát ném là 40 đam bạn ạ, 40 đam cực kỳ bá đạo bạn ạ. Úi giời ơi, không có đùa bạn ơi. Đó. Con này có phải tầm khoảng 250 bó bạn ạ. Rồi, nhưng mà khi mà tuy nhiên là khi mà chúng ta giết nó thì nó sẽ trở về cái trạng thái bộ gì ta? Trạng thái ngủ đông à? Ờ ha, đó. Nó đi về cái trạng thái ngủ đông này. Ô, nó nhìn theo mình này. Mà nó không tấn công mình nữa bạn ạ, ảo không? Ơ, nó nhìn theo mình nhưng mà nó là không tấn công mình. Tôi không biết cái trạng thái gọi là gì ta. Kệ luôn, đánh nó bạn ơi. Đánh nó chúng ta sẽ có cái này gọi gì ta? Cái mảnh hạt nhân nguyên tố nè. Cái này dùng để chế tạo cái chất hóa lỏng các bạn ạ.